mà chân cậu làm sao thế? Ui, tớ có làm sao đâu. Ui, cậu đang run à? Không, tớ không run. Cậu có kiếm cơ mà sợ gì? Ừ, cậu xem tớ đây này. Nào, úi trời ơi, nó cẩn thận. Ở đằng sau nó có cái đuôi nhá. Ừ. Ui, trời ơi. Không chém được à? Sao này thế? Cứng quá. Thử lại đi sao không? Nó cứng lắm. Thử lại lần nữa đi. Kia cẩn thận đấy nhá. Ui, trời ơi. Không được cậu ơi. Em Cam ơi, hôm nay là sinh nhật anh Nhím đấy. Em Cam có biết anh Nhím thích nhất cái gì không? Nhâm. Đúng rồi, anh Nhím mà anh thích nhất là khủng long đấy. Hôm nay chị đã chuẩn bị một chiếc bánh sinh nhật rồi, nhưng mà vẫn còn thiếu các con khủng long ở bên trên bánh. Hôm nay mình sẽ rủ bạn Nhím đi săn khủng long để về trang trí bánh sinh nhật nhé bạn ơi. Đi thôi. Bạn Nhím, đang ăn cái gì đây? Ừ? Sao lại ra đây ngồi? Nó chán đấy à? Trông mặt buồn thế. Bạn đi đâu đấy? Tớ đi tìm cậu đây, ra đây làm gì thế? Tớ ngồi đây chơi thôi. Có gì đây? Mẹ ơi, ngồi ăn bim bim một mình à? Hết rồi à? Ngoài, là cậu à? Hết của tớ rồi à? Eo ơi, đã ăn hết gói bim bim của tớ rồi. Gói bim nhỏ tí tí cho một hộp này chả hết. Sinh nhật người ta đã không có quà rồi đấy, còn ăn hết cả gói bim bim. Này, hôm nay đi săn khủng long với tớ đi. Săn khủng long làm cái gì? À, hôm nay tớ có việc rất cần dùng đến mấy con khủng long. Đi. Khủng long á? Ừ. Thu săn khủng long nguy hiểm như ma ấy. Nhưng mà hôm nay tớ có việc rất là cần đến mấy con khủng long ý. Tớ chả thích đi đâu. Đi. Đi đi với tớ. Đi. Thôi thôi, tớ chả đi đâu. Thôi, ui giời ơi. Thế nhưng mà đi săn khủng long bằng cái gì? Đi săn khủng long bằng kiếm này này. Kiếm đâu? Kiếm là cái gì? Đây. Cái này á. Samurai. Đây, bây giờ tớ sẽ biểu diễn múa kiếm cậu xem nhá. Ai chà 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 chà, ai chà 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 chà, kinh phết nhỉ. Kinh chưa? Nhím ơi. Ơi. Tớ nhìn thấy nhiều trâu lắm, cậu nhìn thấy không? Ờ. Đấy. Eo ơi. Bọn trâu này vừa nãy trời mưa đấy. Cho nên lúc này chúng nó ra, chúng nó tắm mưa mày ơi, chúng nó ăn cỏ đấy. Ờ, một đàn trâu luôn này cậu nhỉ. Ui, tớ nghe tiếng gì ở đâu ấy? Ừ, nghe thấy tiếng gì ấy cậu ơi. Ui. Có tiếng con gì ấy? Tiếng nhỉ? Ui, một wow. Con khủng long sừng. Người đầy gai. Ui ôi, một con khủng long sừng này. Ui, sao nó đi đâu này, đi lạc từ đây đấy nhỉ? Tớ không biết được. Này. Ui. Đúng mục tiêu của cậu rồi. Bắt nó thôi. Từ từ nhá. Ừ. Ui trời ơi. Con khủng long này nó ở đâu nó xuất hiện thế? Ui nó to lắm cậu ơi. Mà chân cậu làm sao thế? Ui, tớ có làm sao đâu. Ui, cậu đang run à? Không, tớ không run. Cậu có kiếm cơ mà sợ gì? Ừ, cậu xem tớ đây này. Nào. Ui trời ơi, nó cẩn thận. Ở đằng sau nó có cái đuôi nhá. Ừ. Ui trời ơi. Không chém được à? Con này cứng quá. Thử lại đi sao không? Ui, nó cứng lắm. Thử lại lần nữa đi. Kia cẩn thận đấy nhá. Ui trời ơi. Không được cậu ơi. Eo ơi, thế kiếm đẻo à? Phải dùng cách khác thôi. Này. Ui. Súng của tớ đấy. Súng của ai đấy? Của tớ đấy. Ui, xịn sò thế. Ừ. Tớ bắn nó nha. Kiếm đẻo rồi, dùng súng đi. Bắn nha. Bắn đi. Ui rồi. Bắn em vào. Bắn em vào nhanh lên. Lùi lại đi. Lùi lại. Bắn em vào. Bao. Nó mất xịn rồi. Ừ. Có khủng long. Nó này, này 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 này. Đâu đâu đâu. Con khủng long nó biến thành cái con gì này? Wow. Wow. Nó bị thu nhỏ lại rồi. Nó bị biến thành một con khủng long mô hình các cậu ơi. Ui dồi ôi. Nhưng mà đúng thứ tớ cần tìm rồi. Đúng thứ cậu cần tìm á? Ừ. Tớ cần tìm những con khủng long mô hình như thế này ấy. Thế à? Ừ. Đi, bây giờ bọn mình đi săn khủng long tiếp đi. Cậu nhìn thấy chưa? Tớ nhìn thấy rồi. Wow. Một con khủng long xong người nó nhiều gai thế. Tớ không biết được. Khủng long siêu bạo chúa đây. Thế? Ờ. Ui, để tớ tiến lên nhá. Tiến lên đi. Cậu nhẩm trợ tớ nhá. Ờ. Sao vẫn cầm kiếm à? Kiếm chứ. Khủng long. Ui dồi ôi. Ui, ui, sợ quá. Ui. Đâu đâu đâu, nó đâu rồi? Ui, nó lại biến thành một cái mô hình con khủng long cậu ơi. Ờ, nó lại biến thành màu đỏ này.
Wow, đây là con gì đây? Wow, một con khủng long bạo chúa cậu ơi. Một con khủng long bạo chúa đấy. Nó có màu cam chứ không phải màu đỏ nhá. Màu cam, với lại con này nó cắn ác thật đấy. Ui, tí nữa thì bị nó ăn thịt các bạn ơi. Cậu ngốc như gì ấy, tớ đã bảo là không được dùng cái kiếm rồi, cái kiếm giảm. Thôi lần này tớ sẽ quyết định chỉ dùng súng rồi các ơi. Lần này tớ sẽ quyết định tớ dùng cái súng này. Úi giời, bắn vào người tớ bây giờ. Đấy, chứ dùng cái kiếm vừa nãy không ăn thua. Kiếm, ui giời, kiếm cả đấy. Cả hai con đều không được. Kiếm đến gần khủng long phát là sợ rẽ chạy mất luôn. Thế mà cũng lời kiếm. Chạy rẽ tóc mái luôn các cậu ơi. Thế bây giờ cậu tìm đủ chưa? Chưa, vẫn còn thiếu một con nữa cậu ơi. Bây giờ phải đi tìm thêm một con nữa thì mới đủ được. Đi. Này, Trắng ơi. Kia kia. Ở kia lại có một con kia. Có một con đấy, nó đang ngồi ở kia cậu ơi. Đi. Để tới lại nào, tôi phân nó nha cậu nhá. Lại này, dùng súng nhá. Nè. Dùng súng này. Bắn đi. Bắn ra ác bao. Yeah. Tiến lên thôi, nhìn này. Nó đâu? Wow, nó đây. Con này là con có vây ở trên lưng đấy. Ừ, đúng rồi. Nhìn này, tớ đã tiêu diệt nó thành công rồi này các bạn ơi. Wow, thế là cậu bắt được mấy con rồi? Tớ bắt được 3 con rồi. 3 con được à? Ừ. Thế thì thôi, đi về thôi. Đấy. Đi về đi. Đi. Đi về, tớ sẽ dành cho cậu một bất ngờ này. Bất ngờ của cho tớ á? Bất ngờ cho cậu. Đi theo tớ sẽ cho cậu xem. Em Cam. Lại ăn vụng bánh rồi à? Không ăn vụng bánh nhá, để chị còn à đây, chị mới cả. Anh Nhím vừa săn được bao nhiêu khủng long này, em Cam ơi. Đấy, khủng long bạo chúa. Đừng sơ vào, để chị trang chính bánh sinh nhật đã, xong tí gọi anh Nhím sang bên này nhá, xong rồi mấy anh em thổi nến sinh nhật nhá. Đấy. Đúng rồi, thổi như thế. Đấy, bây giờ chị sẽ trang trí bánh sinh nhật. Ôi, xong rồi. Con khủng long này dính màu rồi. Sô-cô-la, ngon quá. Trang trí lên chiếc bánh này nhé em Cam ơi. Đấy, xong lát nữa. Đấy. Úi giời ơi, nhiều khủng long quá, đi thôi. Thế này anh Nhím hơi thích luôn. Bây giờ chị sẽ lấy điện thoại chị gọi anh Nhím nhá. Alo, Nhím à? Cậu đang ở đâu đấy? Sang nhà tớ chơi đi. Sang ngay nhá. Ui, có việc gì mà gọi tớ gấp thế? Đây, có cái này này. Cái gì đây? Ôi, nhiều khủng long thế. Ui, khủng long vừa nãy săn được đấy. Bánh à? Biết là cái gì không? Bánh à? Đúng rồi. Sinh nhật. À, bánh sinh nhật á? Đấy. Sinh nhật ai? Sinh nhật của Trang. Không phải, đây nè, sinh nhật của anh Nhím đây. Bây giờ anh Nhím ngồi xuống. Sinh nhật tớ à? Đúng rồi. Đấy, cậu, thích chưa? Cậu không chờ. Cậu làm cái bánh sinh nhật này cho tớ à? Ừ. Wow, ôi giời. Ui. Đúng là tớ thích đấy. Đây là những con khủng long này, chiều săn này. Ừ, đấy, khủng long đây. Thích ui chưa này? Thế mà tớ tưởng là mọi người quên mất sinh nhật của tớ rồi cơ. Úi giời, đấy, chỉ có mỗi tớ nhớ sinh nhật cậu thôi. Ui, tớ cảm ơn hai chị em nhá. Ui, nào thế bây giờ mình tổ chức sinh nhật đi. Bây giờ mình thắp nến nhá. Rồi, bây giờ sẽ châm cả cái này nhá. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật bạn nhé. Căn thổi đi. Wow, tắt rồi.